xin hãy chờ thêm một thời gian thưa cô bạn ngọc tự tử à? bác sĩ Ủa, em kì, thấy kì, sao kì. rồi bác sĩ ra ngoài ra ngoài ra ngoài bạn cháu sao rồi bác sĩ tuyệt đối không ai được vào trong này hết đi ra ngoài bác hết sĩ? bác sĩ nha bác sĩ ngọc quả là điên ai là uống thuốc trừ sâu trong việc này các cậu ạ à, tôi chả tin ngọc dám xem thứ phim lại đó Nhở đâu ngọc đạo đức giả chả có thứ gì giả dạ, lại lâu như thế sâu sắc như thế và hay hơn thật như thế theo tớ thấy thì như thế này các bạn ạ à. chúng ta tiếp xúc với cái tốt chúng ta có tiếp xúc với cái xấu điều đó hoàn toàn bình thường thôi nhưng cái tốt sẽ thắng nếu như nhiều hơn và mạnh hơn chúng ta như một cái gương sáng loáng Và nếu có một vết bẩn rơi vào Thì cũng phải trượt đi Đó là điều quá hiển nhiên Nhưng tại sao người lớn không hiểu điều đó Nói điều này có vẻ hơi liều lĩnh Nhưng tớ nghĩ rằng Có khi do họ chưa lớn hết mức Em đừng lo lắng gì nữa đã hết giờ thăm bệnh Xin mời người thân ra ngoài Thưa bác sĩ Cô bé đã uống thuốc gì vậy? Một nắm thuốc ngủ cực mạnh cảm ơn bác sĩ đã cứu em Ngọc không phải là nhờ tôi mà nhờ cô gái này may mắn đó bởi vì trong nắm thuốc ngủ đó có rất nhiều viên thuốc giả tới giờ vào lại bệnh viện thăm Ngọc cậu không chịu nói gì cả bây giờ nhiều người sợ nghe Ngọc nói và cũng nhiều người sợ Ngọc im lặng tại sao thế nhở ừ. tại muốn gì thì muốn để một học sinh tự tử là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng Thế nào cũng có cảnh sát xuống điều tra ừ. Cậu lại xem nhiều phim hình sự rồi Tớ xem ít thôi Nhưng tớ nhớ Không khi nào một vụ như thế Lại tự bốc hôi như một đồ chè ừ. Tớ chỉ nghĩ rằng Sau khi Ngọc tỉnh lại Ai cũng hối hận Và mọi người sẽ dụ dã quên thôi ừ. Lấy đâu ra sự quên dễ thế ừ. cậu nhìn kia kìa gì có con mang đang đi với cô thu chả có gì chết cả chả có ai bắt cậu chào cô chào chú Ê, chào cô chào hai chó. chào các em các em vào lớp đi đừng đi lung tung dạ dạ Và nhớ là đừng ăn quà giặt khi chưa qua kiểm dịch dạ mời anh thấy chưa công mang tới đó chưa có gì nghiêm trọng đâu vì chưa thấy chú mang súng ừ. súng hiện đại bé như cái điện thoại nháy trong túi áo cậu không nhìn thấy được đâu thế công an tới bắt ai theo tớ thì bắt của hiệu trưởng theo như tường trình của bệnh viện và theo yêu cầu của gia đình nạn nhân chúng tôi đến đây để điều tra về cái vụ mà em ngọc tự tử bằng thuốc ngủ đó là một việc thật đáng đau lòng đúng đau lòng và rất đáng chú ý tôi xin phép nói thẳng chúng tôi sẽ không bỏ qua nếu có bất kỳ dấu hiệu hình sự nào Cha sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai Xin nói để anh rõ Ngọc là nạn nhân của chính mình Không có bất kỳ sức ép nào của nhà trường cả Cái đó cũng tùy thuộc vào định nghĩa của sức ép nữa thưa các cô Thường thì những đứa trẻ ở tuổi này Chúng rất là nhạy cảm Có những chuyện với người lớn Là chuyện bình thường Nhưng với trẻ em đó là một vấn đề khác Một vấn đề danh dự Thế bao giờ cậu về lớp Tớ không về đâu không cậu phải về tớ sẽ lo chuyện đó thưa cô em xin phép gặp cô được không ạ à? nào nói nhanh lên lớp trưởng thưa cô em có thể mượn chiếc điện thoại di động của bạn ngọc được không ạ à? đó là một chiếc máy tan vật mà mọi tan vật về nguyên tắc thì đều phải được niêm phong. Em biết, nên em mới nhờ đến cô à. Cô không giúp gì em được. Và cô cũng không muốn vi phạm nguyên tắc trong việc nhạy cảm như thế này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những gì trong máy em cũng chẳng nên xem. Nó hoàn toàn không thích hợp với em. Tại sao lại không thích hợp, thưa cô? Tại vì em còn là một đứa trẻ, kể cả là đứa trẻ làm lớp trưởng. <laughs> khó thật Có điều gì khó hả Julie Điều em có thể chứng minh là bà Ngọc vô tội ạ à. Điều ấy thì tôi nghĩ rằng có thể thông cảm được Nhưng mãi mãi không chứng minh được Rất nhiều người lớn còn chưa làm nổi việc này mà Thưa cô, bởi vì họ luôn tư duy theo kiểu của người lớn Trong khi thật ra có thể tư duy theo kiểu của trẻ con Em nói câu đó hay lắm. Nhưng tư duy của trẻ con là sao? Thưa cô, mục đích của trẻ con nhiều khi chỉ là ngon, thuận tiện và rẻ. Rẻ hay đắt thì liên quan gì ở đây? Đôi khi có liên quan chứ thưa cô. Miu à, có nhiều lúc em làm tôi nhức hết cả đầu. Ừ, em xin lỗi thưa cô. cô không phải là người xấu miêu ạ càng không phải là người ác nhưng trong chuyện của ngọc cô cho là cô đúng nhưng cô cũng rất vui mừng nếu có ai cho thấy rằng cô sai thưa cô cả lớp đều tin như thế có một điều cả lớp không biết là cô không muốn đuổi ngọc cô chỉ dọa và dọa cho tới tận cùng nhưng bây giờ nói ra vô ích quá cô hiểu hơn ai hết là giáo dục đâu phải trừng phạt em sẽ cố tìm mọi cách để ngọc không bị trừng phạt thưa cô tớ chỉ nghĩ rằng có kẻ nào đấy đã hại ngọc tớ sẽ nói điều ấy với các chú công an tớ phải tiến xa hơn tôi nghi đứa nào tớ sẽ khai cho đứa đó. Bị nhốt thì chúng phải thú nhận ngay. Thôi đi hai bà ơi. Đừng có mất đồ rồi nhìn đâu cũng thấy ăn trộm. Tớ thì cho là Ngọc vô tội. Nhưng tớ cũng chả nghi cho ai hết. Mà đoạn phim đó có trong điện thoại của Ngọc. Vậy chiếc máy đó có từ bao giờ? Ừ, mới đây thôi. Trước đây Ngọc xài máy khác. Sao Ngọc xài nhiều máy thế? Nhưng ít tiền nên toàn mua máy cũ Cứ hỏng là phải bỏ đi Mua ừ, Mua đâu ừ, Ở một cửa hàng lem nhem lắm Làm gì có loại đồ sang ở đó ừ, Sao cậu biết ranh vậy Tuyết Biết chứ Chính tới đưa Ngọc tới Cửa hàng này bán rẻ Đã thế Lại cho đổi thường xuyên Nên học sinh hay mọi tới đó lắm ừ, Vậy cậu có thể dẫn tới tới đó được không ừ, Ai đến trả được Chỗ ấy mở cửa suốt ngày đêm Các em trật tự Hãy quay trở lại vấn đề của chúng ta. Các em nên lấy chuyện của Ngọc làm bài học. Thứ nhất, đừng bao giờ làm điều gì khiến cho bản thân phải mắc cỡ, nhất là mắc cỡ với bản thân. Thứ hai, đừng bao giờ quỷ hoài cuộc sống. <laughs> Ai đồng ý thì vỗ tay nào. Tôi thấy vỗ chưa mạnh, hình như còn thiếu một cái gì đó. Thưa cô, thiếu tiếng của Julie Mew ạ. À. Đúng, thiếu tiếng Mew. Miu đâu rồi Miu không khi nào nghỉ học Và không khi nào đi học trễ Cô Bọn em xin phép vào lớp ạ Đi ra xin ra cô và các bạn em tin chắc là bạn ngọc vô tội vậy cái máy điện thoại có đoạn phim tồi tệ của ngọc thì sao thưa cô cái đó thì em cũng có ở đây